Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc trong 8 tháng năm 2021 ổn định. Số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 8 năm 2021, toàn quốc xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 257 người và làm bị thương 342 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, giảm 664 vụ, giảm 294 người chết, giảm 535 người bị thương. Tại Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 6 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 354 trường hợp.